Thần tài gõ cửa, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, nam mạng, bước sang năm Ất Tỵ 2025. Nếu như nắm bắt được cơ mệnh này, sẽ giàu sang phú quý hơn người, tiền vàng bạc tỷ cầm tay, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Đầu tiên, đặc trưng tính cách người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, nam mệnh. 1. Thông tin đặc trưng phân biệt người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, nam mạng. Quý Sửu sinh năm 1973, hay còn được gọi với cái tên Lan Ngoại Chi Ngưu, tức là trâu ở ngoài chuồng. Năm sinh dương lịch, từ mùng 3 tháng 2 năm 1973 đến 22 tháng 1 năm 1974. Năm sinh âm lịch, Quý Sửu, thiên can Quý, tương hợp Mậu, tương hình Đinh, Kỷ, địa chi Sửu, tam hợp Tỵ Dậu Sửu, tứ hành xung, Thìn Tuất Sửu Mùi, mạng tang Đố Mộc, gỗ thân cây dâu, khắc ốc thượng thổ, con nhà Thanh Đế, số quan lộc, tân khổ, xương con trâu, tướng tinh con cua biển, cuộc đời được ông tử vi độ mạng. Nam mệnh tuổi Quý Sửu với nạp âm hành mộc, do can quý thủy, ghép với chi Sửu thổ, thổ khắc nhập thủy, tức chi khắc can, thuộc lứa tuổi đời nhiều trở lực và nghịch cảnh ở tiền vận. Cũng có may mắn nhưng vẫn lên được, phần lớn nhờ nghị lực, cộng sức phấn đấu của bản thân để vượt qua các trở ngại từ trung vận. Hậu vận an nhàn và thanh thản hơn nhờ sự tương hợp ngũ hành giữa can và nạp âm. Sinh vào mùa đông là thuận mùa sinh. Quý Sửu nam mạng có đầy đủ tính chất của can quý, sống nhiều nội tâm, ngay thẳng, trầm lặng, mẫn cảm, gặp thời biến hóa như rồng. Chi Sửu, cần cù, chịu khó, nhẫn nại và kiên trì, cầm tinh con trâu, suy nghĩ chín chắn trước khi hành động nên dễ đưa đến thành công. Những người tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, mệnh tang Đố Mộc, tính tình lanh lợi, hoạt bát, họ có chính kiến riêng, cũng có dũng khí đứng ra bảo vệ quan điểm của mình. Họ không bao giờ khoanh tay đứng nhìn kẻ yếu bị hiếp đáp, cũng vô tư giúp đỡ bạn bè, chẳng cần tới báo đáp. Tuy nhiên, tính cách người tuổi Quý Sửu nam mệnh lại có phần cứng nhắc, thẳng thắn quá, nên rất dễ đắc tội với người. Đây cũng có thể coi là nhược điểm lớn nhất của người tuổi Sửu mệnh mộc. Họ quan niệm, cây ngay không sợ chết đứng và sống đúng với bản chất của mình, làm những gì mình cho là đúng. Vận mệnh người tuổi Quý Sửu nam mệnh khá tốt, được quý nhân đi theo phù trợ, mỗi khi gặp chuyện khó khăn hay đến giờ phút quan trọng. Họ thường may mắn được người giúp đỡ, hỗ trợ và ủng hộ nhiệt tình. Đây là điều đáng quý mà không phải ai cũng có được. Tuy nhiên, không nên quá ỷ lại mà phải luôn nỗ lực hết sức mình thì mới có thể đạt được thành công đáng quý. Tuổi Quý Sửu, thiên can mang chữ quý, có các sao phá quân, cự môn, thái âm, tham lang và tứ hóa, là người có nhiều tham vọng nhưng không dám đương đầu với sóng gió bởi bản chất hiền lành. Quý ông có sao phá quân và hóa lộc, muốn thành công thì phải cố gắng nhiều, vượt qua cảnh tiền hung, hậu kiết và phần phải có chí tiến thủ mạnh để vượt qua khó khăn. Với thiên can mang chữ quý, ít ai phải vất vả cực khổ tấm thân. Nếu thuận xanh ban ngày vào hai mùa đông, xuân, cuộc đời sung sướng, nhàn an, có người con được cảnh vinh hoa phú quý vì có chỗ dựa vững chắc lâu dài. Nghịch xanh, tấm thân tuy không vất vả nhưng gia đình tình cảm không yên, tiền bạc vào ra thất thường. Nhờ có tâm tính hiền lành, cuộc sống không bị khổ cực, thường có quý nhân giúp đỡ, nhưng duyên phận thường gặp trắc trở, khó khăn. Phải vào hậu vận, gia đình trở nên khá giả nhờ vợ con, cuộc sống có nhiều niềm vui, đặc biệt từ 52 tuổi. Tiền tài sự nghiệp của tuổi Quý Sửu bắt đầu ổn định và vững chắc, càng về sau càng hanh thông hơn. Sự nghiệp của Quý Sửu đi đôi với tiền bạc, nên sự nghiệp càng thăng hoa, họ càng giàu có, tiền bạc dồi dào, cả đời ấm no, không lo cơm áo gạo tiền, cuộc sống nhàn hạ, cao sang quyền quý. Xét tổng quan tử vi nam mạng, tuổi Quý Sửu trong năm 2025. Bước sang năm Ất Tỵ 2025, bản mệnh tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, là 53 tuổi âm lịch và 52 tuổi dương lịch. Thứ nhất, xem tử vi 2025 của nam mạng tuổi Quý Sửu theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, quý gặp Ất, tương sinh, báo hiệu một năm nhiều may mắn, công việc làm ăn thuận lợi, ngày càng đi vào giai đoạn thịnh vượng, có thể mở mang thêm, các nguồn thu nhập không ngừng gia tăng, tài lộc dễ tụ. Xét về địa chi, Sửu gặp Tỵ, lâm cục diện tam hợp, đây là cục diện lý tưởng cho những ai đã và đang nỗ lực hết mình để tìm kiếm cơ hội làm ăn lớn trong năm. Dấu hiệu thăng quan tăng chức cũng rất rõ ràng, tiền bạc ngày một sinh sôi nảy nở. Đặc biệt, bản mệnh có vận quý nhân vượng, mưu sự lớn nhỏ đều có người giúp sức nên dễ thành công như mong đợi, cuộc sống gặp nhiều may mắn, tiền bạc dư dôi, có của ăn của để. Xét về ngũ hành, bản mệnh hành mộc,
Gặp năm hỏa là quan hệ tương sinh, người làm ăn kinh doanh cũng có cơ hội thu về một khoản bội tiền. Có điều, cần chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn kẻo ngã bệnh lúc nào không hay, trong năm đề phòng các bệnh về phổi nói riêng, đường hô hấp nói chung. Tiểu kết, năm 2025 có thể nói là một năm vô cùng may mắn đối với bản mệnh Quý Sửu, bạn không gặp phải những biến cố gì lớn trong cuộc sống, hơn nữa sự nghiệp cũng như công việc làm ăn tiến triển thuận lợi. Mưu sự lớn nhỏ đều dễ gặt hái thành công, có thể nói đây là thời điểm thu hoạch sau khoảng thời gian dài cố gắng từ những năm tháng trước đó. Ngoài ra, về phương diện tình cảm, gia đạo, năm này bản thân nhận được tin vui về việc thêm người thêm của. Về phương diện sức khỏe, bản mệnh Quý Sửu cần phải chú ý nhiều hơn, đừng để các hung tinh có cơ hội gây ra nhiều cản trở cho bản mệnh. Bước sang năm Ất Tỵ 2025, bản mệnh tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, đang ở giai đoạn 4 của vận trình đời người, ngũ thập nhi chi thiên mệnh. Người từ 50 tuổi trở đi thì biết rõ sứ mệnh của mình, đã nắm vững quy luật tự nhiên và xã hội, biết được xu thế của thời cuộc, nên công việc thường thuận lợi và dễ dàng đi đến thành công. Mệnh trời còn gọi là số mệnh, từ 50 tuổi trở đi biết được mệnh trời, người từ 50 tuổi trở đi đã tới giai đoạn chín muồi trong cuộc đời, lúc này có rất nhiều việc trong đời dường như đã thành hình. Thứ hai, xem tử vi Quý Sửu sinh năm 1973, nam mạng, theo sao hạn. Theo sao chiếu mệnh năm 2025, nam mệnh Quý Sửu gặp sao Thái Âm. Sao Thái Âm là cát tinh trong cửu diệu của niên hạn, chủ về danh lợi lưỡng toàn, sao này tốt cho cả nam mệnh và nữ mệnh. Trong năm sao Thái Âm chiếu mạng, mệnh chủ cầu danh lợi đều như ý, cuộc sống tốt đẹp, vui vẻ, sự nghiệp phát triển mạnh mẽ, nhiều cơ hội bội thu tài lộc, được người giúp đỡ những việc như mua bán bất động sản, tu sửa, sửa chữa, xây dựng nhà cửa đều cát lợi. Sao Thái Âm là một sao tốt về cả tài lộc, sự nghiệp, tình duyên và sức khỏe, người được sao Thái Âm chiếu mạng, cuộc đời tốt đẹp có phúc phần. Khi gặp sao Thái Âm trong năm đương số thường gặp nhiều may mắn, thuận lợi, tài sản thu được rất phong thịnh, nhất là vào tháng 9. Sang tháng 11 thì kém may mắn, vì khi ấy là thời điểm trọng đông, thời tiết lạnh lẽo u ám, mà sao Thái Âm thuộc hành thủy. Khi thủy khí cực vượng, tâm lý con người thường có sự biến đổi, nhiều người nội tâm trầm cảm, suy nghĩ nhiều u buồn, lo lắng. Với bản chất là một sao chỉ tài phú, người xưa nhắc nhở khi có tiền vẫn phải tiết kiệm và biết cách giữ gìn. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Thái Âm như sau. Thái Âm chiếu mệnh năm nay, khỏi bị đau mắt chặt tay trẹo giò, đàn ông ít nặng nhẹ lo, đàn bà khẩu thật đôi co quấy dày, thân nhân lân cận chẳng hòa, nói hành nói lén vậy mà sau lưng, ốm đau qua khỏi thì mừng, hao tài tổn sức ta đừng có than, bản mệnh chẳng vững không an, phùng người thán phục vu oan cho mình, đất bằng sóng dậy thình lình, câu trận chiếu mệnh không nên chống lại. Sao Thái Âm thuộc hành thủy, là tinh túy của đất nước, nên chiều theo ngũ hành có quan hệ tương sinh với kim, bình hòa với thủy, tương khắc với thổ, sinh xuất với mộc. Do đó, sao Thái Âm kỵ các màu thuộc hành thổ là vàng, nâu và màu thuộc hành mộc là xanh lá. Sao Thái Âm hợp với các màu thuộc hành kim là trắng, vàng, ánh kim và màu thuộc hành thủy là xanh da trời, đen. Nếu là nam giới thì khi gặp sao này chiếu mệnh thì tiền tài, công danh lẫn sự nghiệp rất phát triển, họ sẽ có nhiều cơ hội làm giàu trong kinh doanh, cũng như có được sự giúp đỡ từ quý nhân. Nữ giới khi gặp sao Thái Âm thì sẽ có một năm tràn ngập niềm vui, tiền tài, danh vọng và hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, người xưa nhắc nhở mệnh chủ gặp sao này vẫn nên chú ý cẩn trọng. Đặc biệt, người đang có bệnh tật lại càng không nên chủ quan. Tiền tài dư giả, nhưng cũng không nên tiêu xài lãng phí lên mặt với người, vào tháng kỵ dễ suy nghĩ nhiều, tâm lý biến đổi thế nhưng cũng đừng vì thế mà buồn lo trầm cảm. Cuộc đời con người đều phải trải qua đủ tuần hoàn của cửu diệu, thời vận thăng trầm, vì thế muốn phúc trạch kéo dài mệnh chủ nên hành thiện tích đức, chú ý ngôn hạnh thì sẽ luôn may mắn bình an. Thứ ba, xem tử vi nam mạng tuổi Quý Sửu, theo niên hạn. Năm 2025 tuổi Quý Sửu nam mạng, gặp hạn Diêm Vương, theo cửu diệu niên hạn thì Diêm Vương là hạn vừa tốt, vừa là hạn xấu. Hạn này chủ về sức khỏe nhất là nữ mạng, nam mạng thì đỡ hơn, tốt với những người có sức khỏe bình thường, xấu với những người hay ốm đau bệnh tật, phụ nữ mang thai. Theo dân gian có câu thơ sau, Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rồi lâm sản nạn chắc là mạng vong. Qua câu thơ lục bát này cho thấy, hạn Diêm Vương là một hạn vừa xấu, vừa tốt, tốt với trường hợp gia chủ có sức khỏe ổn định bình thường, xấu trong trường hợp gia chủ sức khỏe không ổn, đau ốm triền miên, bệnh tật điều trị không khỏi. Chẳng may gặp phải hạn này, dễ nguy hiểm đến tính mạng chết chóc. Mặt khác,
Nhiều người vẫn nghĩ Diêm Vương đại diện cho vị cai quản cõi âm, người chết nhắc đến niên hạn này luôn khiến mọi người lo lắng và bất an. Trong năm gặp phải hạn này, gia chủ cẩn thận và chú ý hơn trong mọi việc, nhất là sức khỏe. Những hạn thường gặp khi gặp phải hạn Diêm Vương. Với những người ốm đau, bệnh tật, bệnh càng nặng thêm dù đã điều trị tốn tiền tốn của, nhưng vẫn không khỏi, gặp phải hạn này sức khỏe của người bệnh càng lao dốc, chết chóc kè cạnh. Với người khỏe mạnh bình thường thì hạn này chẳng ảnh hưởng gì, đôi khi còn mang lại nhiều điều tốt lành trong cuộc sống. Thậm chí công việc ăn nên làm ra, tiền của vật chất đong đầy, cuộc sống trong năm trở nên sung túc ấm no hạnh phúc. Cách hóa giải hạn Diêm Vương. Nhìn chung hạn Diêm Vương là hạn xấu với trường hợp người bệnh đau ốm và phụ nữ mang thai. Để hóa giải niên hạn xấu, hai đối tượng này cần quan tâm và chăm sóc đến sức khỏe bản thân nhiều hơn. Với người đau ốm bệnh tật, khi gặp hạn Diêm Vương gia chủ nên chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám điều trị kịp thời. Cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác uống thuốc dân gian, điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may dẫn đến cái chết. Sau đó, cần lập chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý để tăng cường sức đề kháng chống bệnh tật. Người bệnh cần nâng cao ý thức rèn luyện thân thể bằng những bài tập thể dục riêng. Những người sức khỏe bình thường gặp phải hạn này thì cần nâng cao tinh thần bảo vệ sức khỏe, tránh sử dụng quá nhiều chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá hoặc các chất kích thích như ma túy. Bên cạnh đó, hãy trau dồi nhân phẩm và kiến thức nhằm phát triển đường công danh, sự nghiệp của bản thân, làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu cho đi mà không cần nhận lại. Thứ 4. Vận niên năm 2025 của tuổi Quý Sửu, Nam Mạng, năm 2025. Nam Mạng Quý Sửu trong năm 2025 gặp vận niên, kê hồi viên, giải nghĩa là gà về vườn. Năm có vận niên này thì tài lộc sung túc, gia đạo vui vẻ. Năm này nếu bản mệnh vẫn làm việc theo kế hoạch mục tiêu rõ ràng, từ từ từng bước hoàn thiện chỉnh chu thì sẽ thành công trong công việc. Đối với hầu hết mọi việc thì nên cẩn thận, không được chủ quan nóng vội, bình tĩnh suy xét thì mới đạt được thành công. Thứ 5. Xem vận hạn năm 2025 tuổi Quý Sửu Nam Mạng theo tuổi âm. Tam tai năm 2025. Người tuổi Quý Sửu cần tránh các năm tam tai vào các năm Ý, Sửu, Hợi. Năm 2025 là năm Ất Tỵ. Theo cách tính này thì gia chủ Quý Sửu sinh 1973 sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Kim lâu năm 2025. Năm 2025 là năm Ất Tỵ, gia chủ Quý Sửu sinh 1973 là 53 tuổi, tuổi Mụ, sẽ phạm kim lâu xúc. Kỵ chăn nuôi gia súc, tuy đây là vận hạn không liên quan trực tiếp tới con người, nhưng gây họa đến gia súc, làm ảnh hưởng tới kinh tế gia đình. Hoàng ốc năm 2025. Năm nay tuổi Quý Sửu gặp nhị nghi không phạm hoàng ốc. Nhị nghi, có câu nhị nghi tấn thất địa sinh tài, nghĩ là làm nhà tuổi này sẽ được hưng thịnh, giàu có. Đánh giá chung về tử vi năm 2025, tuổi Quý Sửu, Nam Mạng. Sang năm 2025, đương số Quý Sửu đón nhiều may mắn và có cả những kỳ vọng mang tính bùng nổ nhờ tác động tích cực của cục diện tam hợp mà mọi phương diện cuộc sống đều có những bước tiến đáng kể. Dựa trên mối tương quan giữa can chi ngũ hành của bản mệnh và lưu liên Ất Tỵ, đồng thời sẽ tác động nặng nhẹ của hệ thống sao chiếu mạng mà Minh Đường Tử Vi đưa ra. Sau đây là những dự báo hung cát trong vận trình xuyên suốt năm 2025, tuổi Quý Sửu Nam Mệnh trên các phương diện khác nhau, cụ thể như sau. Xét về vận trình sự nghiệp của bản mệnh tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, Nam Mạng, trong năm Ất Tỵ 2025. Bước sang năm Ất Tỵ 2025, bản mệnh tuổi Quý Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn trên con đường công danh, sự nghiệp cũng như làm ăn. Mọi việc đã đi vào guồng quay ổn định khiến cho bản mệnh không cần phải lo lắng quá nhiều, thậm chí có thêm thời gian để mở rộng về quy mô kinh doanh hay mở rộng sang những lĩnh vực mới. Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp cũng giúp ích cho bản mệnh tuổi Quý Sửu không ít trong khoảng thời gian này. Bản mệnh được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý, điều quan trọng là phải nhanh chóng và tinh ý để nắm bắt, không nhường cho ai. Nhờ vào kinh nghiệm, trí thông minh bản mệnh nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao, thậm chí phát hiện ra những phương hướng mới để phát triển bản thân. Công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, có sự mở rộng và tăng tiến, mưu sự dễ thành. Năm này, bản mệnh tuổi Quý Sửu đón nhiều vận khí cát lành, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Vừa gặp được cục diện ngũ hành tam hợp Hợi Mão Mùi phù trợ, lại thêm tử vi cát tinh soi chiếu, dẫn đường, chỉ lối, cho nên bản mệnh tuổi Quý Sửu cứ thế mà làm ăn thuận lợi. Mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành, bỏ ra bao nhiêu công lao thì nhận về bấy nhiêu thành quả,
chứ không còn cảm giác trục trặc, khó khăn cản trở như trước. Trong thời gian này, mọi dự định, kế hoạch đều được tiến hành một cách trơn tru, thuận lợi. Chỉ cần bản mệnh luôn nỗ lực và biết nắm bắt cơ hội thì sẽ thu được thành quả như ý. Trong năm này, đối với những người làm công ăn lương, công việc suôn sẻ, được tập thể ghi nhận công lao, bản mệnh luôn thể hiện thái độ nghiêm túc, tận tụy trong công việc. Bằng tài năng thiên bẩm và ý chí vững vàng, mọi nhiệm vụ được giao đều đạt kết quả xuất sắc nhất. Chính vì thế, bản mệnh vừa nhận được sự kính nể từ đồng nghiệp vừa được cấp trên tin tưởng, giao phó nhiều công việc quan trọng. Cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp trong tầm tay, tương lai ngày càng sáng lạn, nửa cuối năm có tín hiệu thăng chức hoặc tăng lương đáng kể. Nếu có ý định thay đổi công việc, bản mệnh chớ ngại ngần mà thử sức. Sự dịch chuyển này không hẳn vì việc cũ phiền hà mà do tư duy đổi mới để phát triển. Với người làm kinh doanh, buôn bán, tự thân vận động, mọi việc diễn tiến tích cực ngoài mong đợi, dưới tác động của Thanh Long và Thiên Phúc. Bản mệnh có số được quý nhân phù trợ, có thể là bạn cũ gặp lại, mở ra nhiều cơ hội hồn hạp, đầu tư làm ăn mới. Có thể thấy, năm này với bản mệnh tuổi Quý Sửu sẽ gặt hái được nhiều thành công. Nhưng bản mệnh cũng nên nhớ là chớ nên kiêu ngạo, coi thường người khác, khiến cho kẻ tiểu nhân thấy chướng tai, ngứa mắt mà gây hại mình. Bản mệnh trong năm này cũng cần phải mềm dẻo, khéo léo hơn trong xử lý công việc, đồng thời chú ý mở rộng, cải thiện các mối quan hệ xã giao của mình tốt hơn. Xét về vận trình tài lộc của bản mệnh tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, nam mạng, trong năm Ất Tỵ 2025. Bản mệnh tuổi Quý Sửu bước sang năm Ất Tỵ 2025 cho thấy phương diện tiền bạc có thể coi là một trong những điểm sáng rực rỡ nhất đối với bản mệnh tuổi Quý Sửu trong năm Ất Tỵ 2025 này. Vận trình tài lộc được nở rộ, nguồn thu nhập chính tăng tiến không ngừng, tạo tiền đề tốt cho việc đầu tư, mở rộng về quy mô kinh doanh, buôn bán để gia tăng nguồn thu cho mình. Nhờ vào ý chí phấn đấu, khát khao làm giàu mạnh mẽ, bản mệnh tuổi Quý Sửu trong năm này sẽ cầu được ước thấy. Thành công vượt bậc trong sự nghiệp sẽ mang đến mức lương khiến nhiều người phải mơ ước, nhờ đó cuộc sống của bản mệnh tuổi này ngày càng trở nên giàu sang, phú quý. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để bản mệnh tuổi Quý Sửu cân nhắc tới vấn đề đa dạng hóa các hạng mục đầu tư, có thể thử sức với các lĩnh vực mới như bất động sản hoặc thị trường về tài chính. Tài lộc của bản mệnh tuổi Quý Sửu nhìn chung tiến triển rất tốt, các mối đầu tư trước đó đang dần mang lại những kết quả đáng mừng. Bản mệnh chỉ cần bỏ công bỏ sức ra làm việc, ắt sẽ thu được những thành quả xứng đáng. Người làm công ăn lương cũng thường xuyên nhận được tiền thưởng nóng hoặc nhờ đóng góp trong công việc mà được thăng chức, tăng lương. Bản mệnh trở thành tấm gương cho mọi người học tập, là người dẫn đường chỉ lối cho tập thể. Sự tác động của sao Thái âm cát tinh, chủ về danh lộc, hỷ sự, đặc biệt người kinh doanh, buôn bán, làm nghề tự do, có một năm buôn may, bán đắt, tiền bạc thu về không ít, giúp cho túi tiền không ngừng đầy lên, vì thế bản mệnh nhanh chóng trở nên giàu có, nhờ vào những khoản lợi nhuận kếch xù từ việc buôn bán. Bản mệnh tuổi Quý Sửu trong năm này cũng có duyên được quý nhân giúp đỡ về mặt tiền tài, cũng có thể được giới thiệu cho những thời cơ hiếm có, nếu biết nắm bắt thì lợi nhuận đổ về túi nhanh chóng. Đặc biệt, người làm trong ngành bất động sản có cơ hội thắng lớn, nếu biết tận dụng những cơ hội vàng trong khoảng thời gian này để đầu tư sinh lời, thì sẽ bội thu về tiền tài, của cải. Trong năm 2025, tài lộc vẫn có điểm báo hao tổn, phần lớn do chi tiêu cuộc sống hàng ngày, thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Bản mệnh cũng cần lưu tâm đến cách quản lý tài chính thật chặt chẽ để tránh tình trạng chi tiêu lãng phí. Xét về phương diện tình cảm của bản mệnh tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, nam mạng, trong năm Ất Tỵ 2025. Bước sang năm Ất Tỵ, về phương diện tình cảm, gia đạo của bản mệnh tuổi Quý Sửu cũng khá tốt. Thiên hỷ cát tinh chiếu mệnh, báo tin gia đạo có tin vui về hỷ sự, như cưới hỏi, thêm người, thêm của, thêm con, thêm cháu. Tình cảm vợ chồng bạn biết thương yêu, trân trọng và thông cảm cho nhau trong những phương diện của cuộc sống. Nhờ vậy, đôi bên có thể cùng dìu dắt nhau vượt qua khó khăn, chinh phục đỉnh cao. Tình cảm gia đình hài hòa, các thành viên trong gia đình luôn có được sự thấu hiểu, chia sẻ với nhau trong mọi việc. Nhờ thế mà giảm bớt được những hiểu lầm không đáng có, ít xung đột lớn, nếu có cũng dễ dàng giải quyết thỏa đáng. Đối với bản mệnh đang còn độc thân cũng rất vượng vận về đào hoa, có thể gặp gỡ làm quen được nhiều người khác giới, đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến. Bản mệnh là người đàn ông của gia đình, luôn yêu thương vợ con, nên gia đình lúc nào cũng rộn ràng niềm vui và tiếng cười. Ở độ tuổi này, bản mệnh tuổi Quý Sửu đã biết trân quý hơn người bạn đời đồng cam cộng khổ trong đời mình.
biết trân trọng hơn những đứa con đã trưởng thành và những người bạn cũ luôn kề vai sát cánh bấy lâu nay. Tình thân, tình bạn, tình yêu, những điều này dần sẽ trở thành những điều quan trọng trong số những điều được coi trọng đối với bản mệnh tuổi này. Xét về vận trình sức khỏe của bản mệnh tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, nam mạng, trong năm Ất Tỵ 2025. Năm 2025, bản mệnh tuổi Quý Sửu về vận trình sức khỏe có nhiều gập ghềnh. Bản mệnh nên quan tâm đến sức khỏe của mình hơn, lúc này đang là giai đoạn mắc nhiều bệnh tật. Đối với những người có tiền sử về bệnh di truyền trong gia đình hoặc có nguy cơ mắc bệnh thì càng phải chú ý hơn đến sức khỏe của mình. Việc cần làm lúc này là thường xuyên thăm khám sức khỏe tổng thể và chăm chỉ ăn kiêng, luyện tập thể dục, thể thao. Đồng thời, sự xuất hiện đồng thời của hai sao Bạch Hổ và Tang Môn trong năm nay sẽ đe dọa đến sự an toàn sức khỏe. Vì vậy, tốt nhất là bản mệnh nên mang theo bùa bình an bên mình, cẩn thận khi ra ngoài, nhất là khi đi ra ngoài phải đặc biệt chú ý an toàn đi lại, tuân thủ luật lệ giao thông, không lái xe khi mệt mỏi, không lái xe sau khi uống rượu bia. Trong năm này đối với bản mệnh tuổi Quý Sửu, đang chịu ràng buộc của hạn Diêm Vương, cho nên bản mệnh cần đặc biệt lưu ý bệnh cũ dễ tái phát. Nếu để bệnh cũ tái phát thì sẽ có nguy cơ bị biến chứng khá nặng và rất nguy hại tới tính mạng. Bản mệnh tuổi Quý Sửu trong năm này nên duy trì một lối sống khoa học, tránh thức khuya dậy sớm hoặc làm việc quá sức khiến cơ thể mệt mỏi. Khi gặp chuyện không như ý muốn, bản mệnh cũng cần giữ suy nghĩ lạc quan để tinh thần luôn được nhẹ nhõm. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên bản mệnh tuổi Quý Sửu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của bản mệnh. Vâng thưa quý vị, đầu năm người Việt có tập tục chọn người hợp tuổi xông nhà để cầu những điều bình an may mắn cho gia đình. Những người được chọn xông nhà là người hợp tuổi, hợp mệnh hoặc đơn giản là những người có lối sống đức độ, tử tế, được mọi người yêu quý. Xem tuổi xông nhà, xông đất năm Ất Tỵ 2025 cho người tuổi Quý Sửu. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2025 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với gia chủ để xông đất vào đầu năm mới. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Quý Sửu trong năm Ất Tỵ 2025 là Đinh Dậu 2017 tốt, Đinh Dậu 1957 tốt, Bính Thân 2016 khá, Đinh Mão 1987 khá, Tân Dậu 1981 khá, Đinh Tỵ 1977 khá, Bính Thân 1956 khá, Đinh Mão 1927 khá, Ất Dậu 2005 khá, Nhâm Ngọ 2002 khá. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Quý Sửu trong năm Ất Tỵ 2025 là Nhâm Dần 1962 không tốt, Tân Hợi 1971 không tốt, Mậu Dần 1938 không tốt, Canh Thìn 1940 không tốt, Canh Tuất 1970 không tốt, Mậu Dần 1998 không tốt, Canh Thìn 2000 không tốt, Giáp Dần 1974 không tốt, Giáp Tý 1984 không tốt, Nhâm Thân 1932 không tốt. 2. Xuất hành đầu năm 2025. Mùng 1 Tết Ất Tỵ, xuất hành hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần, hướng Chính Bắc để đón Tài Thần. Khởi hành vào các khung giờ Hoàng Đạo, giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Vận trình từng tháng của tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, nam mạng, trong năm 2025, được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2025 đối với tuổi Quý Sửu, nam mạng. Bước sang tháng đầu tiên của năm Ất Tỵ, tổng thể con đường tài lộc của bản mệnh tuổi Quý Sửu tương đối lý tưởng. Trong không khí sôi động và lễ hội mùa xuân, bản mệnh tuổi Quý Sửu chắc chắn sẽ có nhiều ánh sáng. Xung quanh bạn là nguồn năng lượng tích cực, khiến bản mệnh làm việc gì cũng thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Trong tháng này công việc của bản mệnh tuổi Quý Sửu có chút xáo trộn, bản mệnh cần phải chú ý điều chỉnh cảm xúc và tìm ra phương pháp làm việc hiệu quả. Ngoài ra, nếu có công việc quan trọng và gặp khó khăn thì bản mệnh nên tham khảo thêm ý kiến của những người thân, bạn bè xung quanh
Không nên tự ý một mình quyết định, bạn bè và người thân vẫn luôn ở bên, sẵn sàng san sẻ, giúp đỡ bản mệnh. Ngoài ra, trong tháng này tình hình sức khỏe tốt, tình duyên sẽ đến trong thầm lặng. Vận trình tháng 2 âm lịch 2025 đối với tuổi Quý Sửu, nam mạng. Vào tháng 2 âm lịch, bản mệnh tuổi Quý Sửu có tài lộc bình thường trong tháng này, công việc phát triển đều đều, không có nhiều biến cố phát sinh. Vận trình tình cảm phát triển khá tốt, với sự trợ giúp của các tinh thiên hỷ, các bản mệnh tuổi Quý Sửu không phải vất vả nhiều, mà thường có nhiều thời gian nhàn rỗi để dành thời gian cho gia đình hoặc bạn đồng hành. Bản mệnh thường tự biết cách chăm sóc gia đình của mình. Ngoài ra, trong tháng này bản mệnh tuổi Quý Sửu sẽ có số đào hoa vượng, nhưng bản mệnh không nên duy trì mối quan hệ mập mờ với nhiều phụ nữ, nếu không sẽ rơi vào tranh chấp tình cảm. Vận trình tháng 3 âm lịch 2025 đối với tuổi Quý Sửu, nam mạng. Bản mệnh tuổi Quý Sửu trong tháng 3 âm lịch này có thể sẽ phải chi tiêu rất nhiều, ngoài những nhu cầu thiết yếu, thức ăn, nhà ở và phương tiện đi lại. Còn có các mối quan hệ xã giao, cũng như chi phí học hành của con cái, cần tìm thêm nguồn thu nhập khác ngoài tiền lương công ty. Bị ảnh hưởng bởi thiên khóc, địa tang, làm cho một số người sẽ nhận được tin trong họ hàng có tang tóc hoặc tin xấu xung quanh mình. Kết quả là bản thân luôn bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực. Tinh thần suy sụp và thiếu ý chí chiến đấu, tài lộc cũng vì thế mà sa sút. Bản mệnh tuổi Quý Sửu nên chú ý điều chỉnh tâm lý trong tháng này, đừng buồn phiền quá lâu, nếu không sẽ ảnh hưởng xấu đến bản thân do năng lượng tiêu cực quá lớn. Vận trình tháng 4 âm lịch 2025 đối với tuổi Quý Sửu, nam mạng. Tháng này, tử vi cho thấy vận trình tài lộc của bản mệnh tuổi Quý Sửu khá vượng, dưới sự trợ giúp của ngũ hành tam hợp, Tỵ Dậu Sửu giúp bản mệnh vẫn duy trì được trạng thái công việc rất tốt, không có nhiều vấn đề phát sinh cần phải giải quyết. Ngoài ra bản mệnh tuổi Quý Sửu có thể nhận được nhiều cơ hội tốt ở nơi làm việc, đối mặt với khó khăn cũng có thể nhận được sự hỗ trợ của đồng nghiệp, hãy cố gắng mở rộng mối quan hệ xã giao với mọi người xung quanh. Sức khỏe có dấu hiệu suy giảm, bản mệnh cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, tránh những suy nghĩ tiêu cực. Bản mệnh nên chú ý điều chỉnh trạng thái cảm xúc của mình, sống lạc quan nhất có thể, đừng đặt nặng vấn đề quá, kẻo lại gây ra nhiều áp lực cho bản thân. Vận trình tháng 5 âm lịch 2025 đối với tuổi Quý Sửu, nam mạng. Về phương diện sự nghiệp của bản mệnh tuổi Quý Sửu trong tháng này có phần sa sút. Bị ảnh hưởng của các hung tinh, một số người làm văn phòng, tháng này làm việc không tốt lắm, làm việc gì cũng yếu kém, sa sút, điều này khiến công việc gặp trở ngại, cản trở sự nghiệp. Bản mệnh tuổi Quý Sửu có thể vướng phải một số chuyện thị phi trong tháng này. Cần giữ thái độ bình tĩnh, tránh xa những cuộc tranh cãi không cần thiết. Vì vậy, bản mệnh tuổi Quý Sửu nên kịp thời điều chỉnh tâm lý, cố gắng tích cực. Nếu gặp vấn đề chưa hiểu thì bản mệnh có thể tham khảo ý kiến của một số người có kinh nghiệm để được giúp đỡ. Vận trình tháng 6 âm lịch 2025 đối với tuổi Quý Sửu, nam mạng. Với bản mệnh tuổi Quý Sửu trong tháng này sẽ gặp nhiều áp lực từ công việc hoặc áp lực từ việc thăng chức. Bản mệnh cần tham khảo những ý kiến của những người có nhiều kinh nghiệm, cũng cần đọc nhiều sách để tham khảo và cố gắng thoát ra khỏi giai đoạn hoang mang này. Tình hình sức khỏe của bản mệnh tuổi Quý Sửu bị sao hung tinh quấy phá, phá hoại, bản mệnh có thể bị ốm bệnh hay bệnh cũ tái phát cơ thể mệt mỏi do bị ảnh hưởng bởi các yếu tố thời tiết. Tháng này là tháng Sửu mùi tương xung, tháng xung của tuổi bổn mạng, cho nên bản mệnh tuổi Quý Sửu cần phải đặc biệt chú ý tới vấn đề sức khỏe, an toàn cho bản thân mình. Sự tác động của tử phù rất mạnh, bản mệnh tuổi Quý Sửu trong tháng này cần phải chuẩn bị tinh thần cho mọi nguy hiểm. Đồng thời cố gắng tránh ra ngoài vào dịp đặc biệt này kẻo bản thân gặp xui xẻo. Vận trình tháng 7 âm lịch 2025 đối với tuổi Quý Sửu, nam mạng. Bước sang tháng 7 âm lịch, dù là tháng cô hồn, nhưng bản mệnh tuổi Quý Sửu lại có được những mối quan hệ phát triển khá lạc quan. Với sự giúp đỡ của các tinh giúp cho vận trình của bản mệnh gặp nhiều thuận lợi, tiền bạc dư giả, có thể đầu tư sinh lời. Trong tháng này, bản mệnh tuổi Quý Sửu sẽ có cơ hội mở rộng mối quan hệ xã hội. Bản mệnh có thể hợp tác với những đối tác, khách hàng đáng tin cậy để thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh của mình, mở đường cho nhiều hướng hợp tác làm ăn mới, hứa hẹn sẽ rất phát triển trong tương lai. Vận trình tháng 8 âm lịch 2025 đối với tuổi Quý Sửu, nam mạng. Đối với bản mệnh tuổi Quý Sửu bước sang tháng 8 âm lịch, vận trình sự nghiệp tương đối thuận lợi. Tam hợp trợ mệnh, đây là lúc bản mệnh thể hiện năng lực và nâng cao uy tín của mình. Có thể đạt được những bước đột phá lớn trong công việc. Trước những thay đổi đột ngột của cuộc sống, bản mệnh phải có khả năng thích ứng kịp thời.
bản mệnh cần phải biết nắm bắt thời cơ và phấn đấu để đạt được thành tích tốt hơn trong tháng này để có thể tạo điều kiện bứt phá hơn nữa trong sự nghiệp. Về vận trình tài lộc cũng tương đối tốt, thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng, giúp cho bản mệnh thoải mái và yên tâm hơn với cuộc sống của mình. Vận trình tháng 9 âm lịch 2025 đối với tuổi Quý Sửu, nam mạng. Vận trình sự nghiệp của các bản mệnh tuổi Quý Sửu trong tháng 9 âm lịch này lại không tốt lắm. Cục diện tương xung cảnh báo một số chuyện không vui có thể xảy đến nhưng bản mệnh vẫn nên giữ thái độ lạc quan và tích cực. Trong gia đình, dễ xảy ra xung đột với người thân hoặc con cái, điều này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ máu mủ, không khí gia đình sẽ trở nên căng thẳng. Sức khỏe cũng không tốt, bệnh cũ dễ tái phát. Thông thường, bản mệnh nên tăng cường cơ thể và tập thể dục, không nên ngồi hay nằm một chỗ lại ảnh hưởng tới sức khỏe. Tuy nhiên, tài lộc tháng này vẫn khá tốt. Vận trình tháng 10 âm lịch 2025 đối với tuổi Quý Sửu, nam mạng. Bước sang tháng 10 âm lịch, vận trình tài lộc của bản mệnh tuổi Quý Sửu được cải thiện đáng kể. Với sự giúp đỡ và hỗ trợ của các tinh, thần tài gõ cửa, giúp cho bản mệnh thu được lợi nhuận trong việc kinh doanh, buôn bán hay là đầu tư về tài chính. Tuy nhiên, trong tháng này bản mệnh tuổi Quý Sửu có thể xảy ra một số tai nạn ngoài ý muốn, tai nạn về xe cộ, sự cố xảy ra do sử dụng các vật sắc nhọn thường ngày như dao, kéo, đồ vật bằng kim loại. Vì vậy, khuyến cáo những người tuổi Quý Sửu nên cẩn thận trong sử dụng các vận dụng hàng ngày và tham gia giao thông để tránh làm tổn hại đến thân thể. Vận trình tháng 11 âm lịch 2025 đối với tuổi Quý Sửu, nam mạng. Tử vi cho thấy, với các bản mệnh tuổi Quý Sửu trong tháng này, có vận trình tài lộc về tổng thể ở mức trung bình. Trong tháng 11, vận thế của hầu hết người tuổi này về cơ bản ít có biến động lớn hay là bị tác động của các yếu tố bên ngoài gây phiền nhiễu. Tháng thái tuế án ngữ, tài lộc có phần ổn định, nhưng nếu không chăm chỉ làm việc thì tài lộc có thể sẽ rơi vào tình trạng dậm chân tại chỗ. Vận trình tháng 12 âm lịch 2025 đối với tuổi Quý Sửu, nam mạng. Bước sang tháng 12 âm lịch cho thấy, vận trình tài lộc của bản mệnh tuổi Quý Sửu có phần khởi sắc rõ rệt. Với sự trợ giúp của sao Thái âm cát tinh, giúp cho bản mệnh có được tiền bạc rủng rỉnh. Về phương diện đầu tư tài chính thì bản mệnh được sự chỉ dẫn của người có tri thức đi trước, đồng thời bản mệnh tuổi Quý Sửu có công việc diễn ra thuận lợi, cho nên việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn. Do đó, bản mệnh có thể kiếm được rất nhiều lợi nhuận, tiền bạc ở tại thời điểm này. Không những vậy, những người kinh doanh, buôn bán cũng gặp nhiều thuận lợi, lợi nhuận cũng thăng lên gấp nhiều lần so với trước đây. Về cơ bản, bản mệnh không cần phải lo lắng hay bận tâm về vấn đề tiền bạc nhiều. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên có kế hoạch trong việc chi tiêu phù hợp để hạn chế tình trạng mua sắm vung tay quá chán, làm tao tán về tiền bạc không đáng. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, nam mạng, trong năm Ất Tỵ 2025. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.